Đây là một em B rất là đẹp gái luôn. Em này là sinh vào lúc rơi tầm khoảng 7 giờ ngày hôm qua các bạn. Hôm nay mùng 1, nói chung là vừa mua về cũng rất là lộc, chật kín luôn các bạn. Người khác thì chán nuôi nhưng mà đối với mình là như thế bác là nhập hết về, nuôi hết các bạn. Thì đây là cách mình tiêm oxytocin. Các bạn nó đã. Ui. Đẹp chưa? Bây giờ nhìn hoành tráng chưa? Bóng mượt chưa? Về trại HLT nó khác. Bây giờ nhìn con nào con đấy bóng nhảy luôn như bác. Xin chào bác. Chào mừng các bác đã đến với HLT Farm. Trong ngày hôm nay thì mình đi hỗ trợ hai trại trên Phú Thọ và vừa về đến trại. Muốn là qua trại để thăm cái con bò hôm qua mình vừa nhập. Đó. Về phát là buổi tối đẻ luôn. Bây giờ là chuẩn bị đến giờ cho ăn của trại của mình này. Chắc là anh em đã cho ăn cám bã bia xong hết rồi thì bây giờ là cho ăn cỏ xanh với lại trộn lẫn cỏ ủ cho ăn. Lúc đó lại cho ăn dơm. Đây là một em B rất là đẹp gái luôn. Em này là sinh vào lúc rơi tầm khoảng 7 giờ ngày hôm qua các bạn. Hôm nay là mùng 1, nói chung là vừa mua về cũng rất là lộc. Đó. Vừa rồi là con này sinh ra được 29 cân trừ 1 cân bì cái chậu á là còn 28 cân. Nhưng mà thật sự rẻ bác là đối với con bò này á, có 320 cân thôi thì vì vậy là nó đẻ 28 cân là quá ok rồi. Bò này nó gầy quá và bây giờ thì chia sẻ với bác là bây giờ nó còn không có sữa. Thế chính vì vậy là có thể là phải cho ăn thêm sữa ngoài đối với con bê con này. Về để thể trạng nó gầy quá như thế này mà con này cũng rất là thuần này các bác này. Đấy, ngoan thuần lắm. Thì lát nữa mình sẽ tiêm cái kháng sinh với lại oxytocin để giúp cho chống viêm, chống nhiễm trùng kê phát. Và tiếp theo là bổ sung thêm cám các thứ. Đối với giai đoạn vừa đẻ xong này thì các bác đừng có cho ăn thêm cỏ ủ nha, hay ngô ủ gì đâu. Một tuần hoặc là 10 ngày sau thì con bò nó ổn định mọi thứ thì lúc đấy chúng ta sẽ cho ăn ngô ủ, cỏ ủ được. Bây giờ chủ yếu là cỏ xanh các thứ rồi thôi. Con này được cái là ăn rất là khỏe. Ăn rất là khỏe luôn. Và về mình nếu mà theo cái chế độ chăm sóc của mình ấy, thì con bò này sẽ phát triển rất là nhanh. Đó. Mai mang sữa lên để cho mày uống nhá. Được chưa? Sợ con mẹ này thiếu sữa quá. Bú mãi không có rồi. Nhìn đấy. Đối bò này thì ngày hôm nay, ngày thứ nhất mình sẽ cho ăn 1 cân cám. Ngày mai mình sẽ cho ăn 1,5 cân. Ngày hôm sau mình sẽ cho ăn 2 cân. Và đến khoảng 3-4 ngày hôm sau mình sẽ tăng lên rơi tầm khoảng 3-4 cân cám rồi đó. Để cho nó nhiều sữa, con này rất là ít sữa luôn. Với lại quen cái hệ đường ruột của cái cám của mình nữa. Và đối giai đoạn này thì mình chủ yếu bổ sung thêm cỏ xanh các thứ thôi. Nhiều bác vừa rồi bảo là để con bò này ra 28 cân nó chuyện là quá bình thường. Thực sự là mình chia sẻ cái video là 28 cân thực sự là chia sẻ vui thôi. Chứ còn mình cũng không muốn là bò nó đẻ to quá đâu các bác. Các bác đừng có tham to quá. 25 đến 35 cân đổ lại là ok rồi. Các bác cứ cho để 40 cân hoặc 50 cân lúc đấy chỉ mổ đẻ rồi móc ra rồi tử cung của nó xước xong bắt đầu là bị viêm nhiễm hết, hỏng hết. Con bò thì thực sự để bác là còn chết nữa cơ. Đó, còn chết nữa. Đấy, chính vậy là đối với lại con bò á, các bác phải căn chỉnh làm sao. Đừng để nhỏ quá, đừng để to quá. Nhỏ quá thì sau này á là con bò nó suy dinh dưỡng, sau này phát triển sẽ rất là kém. To quá thì làm cho con bò mẹ này có thể là khó đẻ. Mà nhất là con bò này có 320 cân à. Bởi vì là mình vừa bắt chạy về xong có 320 cân.
thì làm sao mà đẻ con to được. Nhưng mình cũng không thích con to. Cái vấn đề mình không thích con to. Con này mà hôm qua mà đẻ 35 cân thì vỡ mồm rồi. Là có thể là phải mổ đẻ này nọ thứ rồi. Vì con mẹ nó nhỏ quá mà bác. Đó. Chính vậy là các bác đừng có tham to. Được cái con này thuần, ngoan, hiền. Về nhà mình là mình sẽ chăm theo cái chế độ chuẩn chỉ luôn. Con bò này sẽ phát triển cực kỳ tốt. Đây mời các bác qua trại ngó lại ha. Đây, đá liếm đá liếc các thứ tung hết ra rồi bảo buộc chặt là cũng không thèm buộc. Chẳng hiểu nữa. Anh em chẳng biết làm gì. Để lung tung hết cả cái chuồng này. Bây giờ hiện tại là đối với chuồng mình là chật kín. Kín chuồng luôn. Bây giờ mình phải quây bạt ra bên ngoài để nhốt 2, 4, 6, 6 con bò này. Mấy con này thì mình cũng vừa bắt thôi. Đó. Chật kín luôn các bạn. Người khác thì chán nuôi nhưng mà đối với mình như thế bác là nhập hết về. Lùi hết các bạn. Đam mê mà bác. Tiền để đấy làm gì đâu. Nuôi cho vui các bác. Vay ngân hàng về nuôi cho vui. Nói thế thôi các bạn. Thực sự để bác là đi mình thấy nhiều trại á. Giả sử như trại này chẳng hạn. Họ không có gì cho bò ăn. Bò nó rất là gầy mà mình thực sự mình rất là thương. Và họ bảo là nếu mà Hoàng lấy thì anh nhượng lại cho Hoàng. Thì bảo thôi để em về em chăm sóc cho. Chứ bây giờ để con bò nó gầy quá khổ. Khổ. Ngày xưa bắt nhà mình đó. Thời nó bắt là cũng phải rơi tầm khoảng 3 tạ 2, 3 tạ rưỡi. Bây giờ vẫn 3 tạ 2 các bạn. Có lên được tí nào đâu. Bởi vì là ăn uống khem khổ thì làm sao nó lên được các bác. Chia sẻ bác là sau khi con bò nó đẻ xong ấy, khoảng 8 tiếng sau thì chúng ta có thể là tiêm oxytocin để đẩy cái sản dịch ra. Tức là những cái dịch viêm ra. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiêm đó là có thể thuốc bổ nữa. Kiệt ơi tiêm thuốc bổ cho anh nhá. Tiêm 20C thuốc bổ cho anh. Khoảng 10C Ceftifur. Với lại 3C oxytocin thôi. Chia sẻ lại với các bác là khi bất kỳ con nào á nó đẻ thì mình phải can thiệp vào thêm kháng sinh vào để giúp cho nó tránh hiện tượng bị viêm nhiễm, chống nhiễm trùng kế phát các thứ. Ha. Vi khuẩn nó đánh vào bởi vì giai đoạn này là giai đoạn tử cung nó mở. Và con trâu, con bò, con lợn nó không ở sạch như con người. Vì vậy là các bác cố gắng là phải tiêm kháng sinh. Chứ nhiều bác bảo không cần tiêm kháng sinh nhưng sau này á, con bò nó bị viêm nhiễm nó bắt đầu lên giống kém lắm. Rồi tiếp theo là chia sẻ bác là các bác phải tiêm thêm cái oxytocin. Cái oxytocin này nó có nhiều tác dụng lắm. Thứ nhất là tác dụng đó là nó kích sữa. Nó co bóp và nó kích sữa để con bê con kia nó có sữa nó uống. Đó. Thứ hai á, là giúp đẩy hết cái sản dịch sau khi sinh ở trong tử cung nó ra. Rồi khi mình tiêm thuốc bổ sẽ giúp cho tăng cái sức đề kháng con bò lên. Đấy, các bác có thể thấy con này không? Thực sự là mình xuống đấy mình chạy. Thực sự đấy bác là mình thấy con bò này ở trại họ nuôi thấy thương quá. Thế chính vì vậy thôi mang về nhà mình để mình nuôi. Và con bò này là mình thấy quan sát thứ nhất là mắt mũi miệng, cái niêm mạc mắt, niêm mạc vú viết các thứ rất là nhợt nhạt. Cực kỳ nhợt nhạt luôn, phải rơi tầm khoảng mấy ngày sau phải làm ký sinh nhuần máu cho anh. Ở đây có ADE đúng không? Có sắt không nhỉ? Thế thì lúc đó đi lấy cái sắt về tiêm cho anh. Tiêm sắt cho anh. Đây là một cách mình tiêm oxytocin. Cách mình tiêm oxytocin. Cẩn thận nó đá. Ui, tí. Ngày xưa thì mình tiêm cho lợn á, toàn tiêm kiểu vậy thôi à. Đó. Rồi, mai thì em tiêm thêm oxytocin với lại thuốc bổ nữa. Kháng sinh thì không cần tiêm đâu.
cách ngày tiêm ngày thôi, 5 ngày 3 mũi là ok rồi. Đẹp chưa? Bò bây giờ nhìn hoành tráng chưa? Bóng mượt chưa? Về trại HLT nó khác, bây giờ nhìn con nào con đấy bóng nhảy luôn như các bác. Nóng quá, hôm nay nóng. Và các bác nhớ là sắp tới cái thời điểm nắng rồi, chắc là mai kia sẽ nắng đến 40 độ ở các tỉnh miền Bắc hoặc là miền Trung ấy, thì các bác cố gắng là có cái hệ thống làm mát ha. Thứ nhất là quay mái này, thứ hai là có thể là phun sương phun xiếc, rồi có thể là dùng quạt đó. Không không là hỏng hết đàn bò đâu bác. Nước lôi phải đầy đủ nhá. Và hòa điện giải các thứ cho mình. Hòa điện giải thứ cho mình. Đó. Đẹp không? Đó, nhìn đấy, dàn bò đẹp không? Kìa. Con kia bác nhìn thấy dài người chưa? Hôm sáng nay đánh nhau cháy cầm máu mồm máu miệng, chịu nó rồi. Hai con đấy. Ờ. Đó. Thì đó là một buổi chiều HLT qua trại để ngắm xem nó con bê con như kia như thế nào, rồi tiếp theo là xem nó là anh em cho bò ăn uống như thế nào. Rồi thế thôi, mình kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Xin cảm ơn toàn thể bác. Xin chào.